điều là mình hài lòng nhất khi tham gia chương trình thiết thực của Việt Nam Detox đấy là sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn và hài hòa giữa lý thuyết và thực hành với sự giúp đỡ của chuyên gia từ Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi vốn là một người kỹ tính mà không bao giờ mà mình chọn cái gì trước khi mình xem xét kỹ thông tin về nó. Lý do tôi chọn chương trình này là có một cái tên một người Đức xuất hiện ở đây, Dieter, và nói chuyện qua điện thoại với Hoàng, với ông bản thân ông Dieter, thì ông cũng giải quyết được một số vấn đề ngay từ đầu của mình. Mình cảm thấy rằng mình tin tưởng được con người này, tin tưởng được chương trình này, bởi vì đó chính là bộ môn khoa học. Dieter với lại Hoàng chuẩn bị mọi thứ rất là chu đáo và có một cái lịch trình rất là rõ ràng. Nó xen kẽ giữa cái việc mà học về kiến thức chăm sóc sức khỏe, về cách ăn uống như thế nào, rồi các hoạt động ngoài trời, hoạt động trong nhà, rồi có thời gian thư giãn, thì những cái đó nó hòa quyện với nhau. Nó làm cho mình cảm thấy là mình không phải là đi học mà mình là đi nghỉ dưỡng, nhưng mà lại tốt cho sức khỏe. Mọi người trong đoàn được chăm sóc rất là chu đáo, nên cái đó là điều chị rất là hài lòng. Run người, nên là khi mình đem theo cái cảm giác đấy vào trong quá trình tích cực thì cũng có hơi lo lắng. Tuy nhiên thì rất là bất ngờ vì khi mình tham gia quá trình này hiện nay là đến khoảng 5 ngày rồi và mình chưa ăn dung nào một chất rắn nào, và cũng rất là ngạc nhiên là không hề có cảm giác đói, cũng không mơ thấy đồ ăn, và thậm chí là cả một số gói snack còn lại mình cũng không có cái cảm giác là mình cần phải động đến nó ấy. Thì mình cảm thấy thực sự là rất là tuyệt vời. Trước khi đến cái khóa này thì chị rất là lo lắng. Chị sợ là trong quá trình mà mình nhịn ăn như vậy nó sẽ bị ảnh hưởng mình. Tại vì bình thường nếu mà chị nhịn một bữa hay là chị ăn sai giờ thì nó cũng đã có những cái phản ứng, cái ruột có phản ứng rồi. Nhưng mà trong cái khóa này thì chị nghĩ là do dieter đã kết hợp giữa khoa học với lại những cái thể trạng của mỗi người nữa. Cho nên là suốt quá trình là chị rất là bất ngờ là chị không có cảm thấy đói. Với một cái bối cảnh thiên nhiên cũng như là cái địa hình, rồi có đủ thứ hết trơn. Tất cả là đi đường bằng thì có đường đồng bằng, mà thích hiking thì có đường hiking, mà thích biking thì cũng có, thích swimming hay là đi chơi đâu đó leo núi. Thì tất cả những cái điều đó nó tạo được cảm giác là thú vị. Sau khi tham gia thì chị thấy là mình thật sự được chăm sóc sức khỏe theo một cách rất là khoa học và được bổ sung kiến thức, không phải chỉ trong chương trình này mà sau khi về nhà thì mình cũng sẽ có những cái kiến thức để mà mình tiếp tục có một cái lối sống lành mạnh, cho nên là rất là hữu ích cho tất cả mọi người. Trong cái quá trình mình đi thì mình sẽ đã làm những cái nhật ký hàng ngày về là hôm nay mình thấy thế nào, hôm nay mình có mệt không, mình đã hoạt động được gì. Thì những người bạn của mình cũng đã nhìn thấy những cái hoạt động đấy và họ đều cảm thấy rất là kinh ngạc và kỳ diệu trước những gì mình có thể làm được, và cái cảm nhận của cơ thể mình thì mình cũng tự thấy là nó nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn và không còn cảm thấy kiểu nặng bụng hay là đau đầu. Thì mình hoàn toàn tự tin và mình rất mong là rất nhiều bạn bè của mình có cơ hội được trải nghiệm cái hoạt động thiết thực của Việt Nam Detox để mọi người đều cùng nhau xây dựng một cái lối sống lành mạnh hơn. Tôi rất là muốn giới thiệu chương trình này cho bạn bè của mình và hy vọng là các bạn cũng đang xem. Và tôi sẽ bản thân mình sẽ nói cho những người mà thân cận trong cái circle of acquaintances của mình về những chuyện mà tôi đã làm ở đây, cũng như là mong họ có thể lấy đó làm một cái tấm gương, là một người thích ăn như tôi mà rốt cuộc được đi nhịn ăn 5 ngày nha.